vũ trụ này. Biết bao nhiêu thứ để tìm vui, Gem gặp em là điều duy nhất làm Gem cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu Gem. Em không tin thể cứu ôm Gem để biết tình cảm bao nhiêu Gem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian, vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ Gem nhiều lắm, em muốn về với Gem. Nơi Sài Gòn này quá chật chội đó làm cuộc sống em lâm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, Gem đừng ngại em cắt cớ. Chị ở đây với em đi. Đánh mất trái tim bằng từ nhớ ơi nhớ sách nhớ. Em ghét ông trời cho em và Gem gặp gỡ. Chị ở đây đi. Bằng hai ta xa nhau nhìn như loài cá lên bờ tập thở. Thế giới này thật to nhưng Gem chỉ cần một phần nhỏ, phần còn lại sẽ chăm sóc Gem và lo cho Gem như thế đó. Lễ ly này thật to nhưng em chỉ cần em hiểu rõ lãng mạn và yêu Gem, mong Gem một ngày sẽ hiểu nó. Mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cả cược. Cuộc sống em giờ có Gem như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ, đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố hơn nhiều cho tương lai, mặc kệ con đường đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn Gem theo nếu cần vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến Gem trong mọi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang như trong vắng. Chắc là do tim em đang cần một ai đó, có phải là Gem, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng Gem hiểu rõ lãng mạn và yêu Gem, mong Gem một ngày sẽ hiểu nó. Nếu con thuyền là Gem một ngày sẽ ra khơi, em là bến gọi thật to liệu Gem có trả lời. Dòng đời là sóng biển xô đẩy em ra rơi, chỉ cần Gem nói là về, ok em sẽ đợi. Đợi nơi mẹ Gem đã từng, để Gem sẽ nhìn thấy em. Đợi mai mà Gem quay lưng, để Gem vẫn còn nhớ em. Đợi nơi mà Gem... Mọi thứ cho người em đã yêu. Ủa, em rap đi, đang nghe mà. Ngoảnh mặt lên đến chứ ở đó khóc. Rồi lái sâu nó rồi chết bay ơi, cứu tao bây ơi. Có quá nhiều cuộc gọi trong một ngày, nhưng mà cuộc gọi của phải là cuộc mà đang say. Có rất nhiều cô gái ở cạnh em xin tôi chơi hết mẹ ở đèn đỏ tắt đèn xanh, vì người cùng chăn gối đang đợi em ở nhà. Chị ơi, đừng bỏ em. Em từ lúc nghèo đó đến thành danh, cho dù em có mặt hở và bao vòng em đỏ nà, để dành cho thằng khác ngắm không dám chơi, nhưng xin chùa anh ra nha. Em không muốn không phải khóc vì những lần em ham chơi, em muốn đi về nhà sớm vì ở nhà có Gem đợi. Vì em không phải người xấu, không muốn giấu Gem chuyện gì, thà làm cho con khác khóc chứ không để Gem ướt mi. Muốn làm thằng đàn ông tốt thật là khó, đâu có dễ đâu, may làm cho nó dính bầu bắt đi phá đâu dám để lâu. Là một
thật nam như đại trượng phu và hảo hán. Mày quen con ngôi ta được 2-3 năm xong bạo tráng. Hình nên điện thoại em luôn để dém, trái tim chật chỗ vì em để dém. Chỉ cần hành động em không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình nên điện thoại em luôn để dém, trái tim chật chỗ vì em để dém. Chỉ cần hành động em không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hello mọi người, em chào anh bên là chào mọi người mới vào live ạ. Chịu cực chịu khó, chẳng sợ cái gì ngược dòng đi ngược gió. Hàm phủ phụ bần làm chi cho trái đạo, đưa em lên tới bầu trời em sáng hơn cả ngôi sao. Thật lòng không biết sao em thương dém, cái gì cũng giỏi như Superman. Đời này nợ em bây giờ anh trả đủ, em là vai lăng mỏi còn anh làm gã chủ. Nợ một cuộc đời, nợ cả tương lai, nợ lời xin lỗi những khi anh sai. Nợ em rất nhiều không thể đếm hết, nợ em suốt đời, nợ em đến chết. Sợ em như vậy đâu dám yêu ai, đời người con gái như cánh hoa phai. Trồng cây đúng chỗ không chăm nó vẫn tươi, và ba đô câu rác chỉ mâm em yêu cười. Hình nên điện thoại em luôn để dém, trái tim chật chỗ vì em để dém. Chỉ gần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình nên điện thoại anh luôn để dém, trái tim chật chỗ vì anh để dém. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình nên điện thoại anh luôn để dém, trái tim chật chỗ vì anh để dém. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Hình ảnh điện thoại anh luôn để xem, trái tim chật chỗ vì anh để xem. Chỉ cần hành động anh không kể thêm, muốn có em bé thì cứ để đêm. Tôi tin thật rồi nha. Tính là tin là giờ bạn mới tin hả? Riết tao tin thiệt rồi. Hát bài sao trời làm gió không biết. Gái thẳng không ngại, cà thơi không ngại, tao ngại. Rap nghe cũng hay mà em không có biết rap. Em biết đập sơ sơ rồi chứ không biết rap nhiều. Nói về rap thì em nói chung biết chút chút chứ không phải là rap hay dẫu. Mỗi lúc sớm mai em hay thường pha tách trà và nghe mùi hương của gió bay qua. Cũng đã mấy năm em không còn say nắng ai rồi, bởi em bận yêu cuộc đời mình thế thôi. Xung quanh em có biết bao nhiêu là niềm vui cho em dạo chơi trước sân nhà. Và còn thêm trên vai bao thứ em phải để tâm. Tự dưng một hôm trời mang anh đến đâu
một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, với môi cười sáng trong cho lòng bừng nắng. Đêm về gác tay nằm thao và thức, em nên hay không nên, hay nên rung động. Em sợ một ngày lắm tan cuốn theo cả cơn say riêng, nếu riêng chẳng giống như em từng thầm nhớ, nên là chắc em chẳng thêm mơ. Chó rồi mũi mũi đi. Gièm vỗ tay miệng cưỡng hả? Đâu có. Đứa nào nói bậy bạ vậy? Ai nói? Nói tầm bậy tầm bạ. Trời hay dưới đất em không hay. Nàng đến miếng thành phố này nên thơ. Yêu vào rồi khi thở cũng như mơ. Không phải spider girl nhưng làm cho bao ánh mắt là vẻ dính vào dõi theo người như tơ. Là một cốc latte thứ em thích để em vui. Hẹn vẫn là em khi bắt đầu một ngày mới. Anh hẹn ở đây chờ khi tất cả việc xong xuôi. Vì mỗi khi em buồn thì tình yêu sẽ lại. Chị say chưa hả? Không ác nữa. Chị chưa? Hai bà có rung động không bay, tao rung động. Hai bà có rung động không bay, tao rung động rồi đó. Kệ tao. Giờ là phải rap bài Em nghĩ anh ổn chắc. Được không? Xong chưa? Dạ xong rồi, giờ em hát nè chị. Ủa, nãy giờ chị cũng không. Vợ ơi, nãy giờ chị nghe vợ hát cái chị đi, chị nói khi nào vợ hát xong chị mới vô lại. Chị tên gì? Chị tên gì? Thôi biết chi. Buồn. Sao thế, mấy ngày mà xíu xài hao quá. Má có tấu quà tới giờ em có xài miếng nào đâu. Chưa được xài nữa mà chị nói gì vậy? Sao em to tiếng, sao em to tiếng như chị vậy? Tại vì chị nói em xài. Ê em xíu tự nhiên rồi. Tự nhiên không đổi cái nó. Mặt em xấu ghê. Ai tặng cái nón mặt em xấu ghê luôn á. Tự nhiên em đang chửi mặt đã xấu rồi cho cái nón còn xấu hơn nữa. Thiệt, chị nói thiệt mà. Chị nói thiệt mà. Chứ nói giọng bác hay à. Em ơi, chị nè, em đâu rồi? Em có thể nào em đừng đưa cái lưng của em cho mọi người thấy được không?
Ok, đi về đây. Bye. Giả bộ tắt tiếng đó, anh biết nè. Trời, ba đồ này tôi rành lắm. Bạn ói màu nha. Người ta chê tôi xấu rồi đó. Ai chê? Má chê xong. Mấy đứa nó comment chứ phải đâu phải chị chê, người ta mấy đứa chị đọc comment của mấy đứa, không phải chị kêu vợ thôi mà thương mà trả kêu. Bỏ cái bài đó đi, bỏ liền cái bài đó đi, bỏ liền, bỏ đi, đừng có dùng cái bài đó nữa, xóa luôn đi. Ừ, bài này được. Sao mà đứa nào cứ kỳ tặng cái nón để vợ tao trợ lý đó xin... thằng trợ lý đó tao trừ luôn. Tháng này mày khỏi lạnh lương. Chí ơi, mày vừa phải thôi nha chí. Hát tiếng Hàn đi chị. Không có dễ đâu. Tôi né được. Thần thoại hả? Sang dịu dàng chọc hoài. Bị xíu tra tấn quá thì chị cứ qua đây em sẽ dạ. Xin lỗi đắp bù hết. Dạ, em đâu biết gì đâu, nãy giờ em mới chứ không con à. Tao tán mày chết, tao chừ luôn rồi. Mày khỏi giải thích, mày khỏi giải thích, mày đi chỗ khác, tao chừ luôn. Lại tình tiếp. Ủa vậy hả, em không có biết á. Em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Qua ngày mới rồi mọi người. Cảm ơn chị. Thấy tao thương mày không? Mày khỏe. À, lão đại. Cảm ơn lão đại nhiều. Cảm ơn lão đại. Lão đại ơi, qua ngày mới rồi lão đại ơi. Tao xin quan là cô đu xa.
Dạ cảm ơn slip 7 màu ạ. Mọi người à, cảm ơn gia đình mình đã mở hàng vậy mà. Ây dồ, đó không cẩn thận gì hết à. Cảm ơn lão đại, em cảm ơn chị, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em cảm ơn anh Gậu à, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mai có đi làm không? À, không, nhưng mà sáng đi chút xíu là phải dậy. Vậy thôi đi ngủ đi. Chưa buồn ngủ, 2 tiếng Hàn nữa hả? Chưa buồn ngủ okay. Hả? Bài này chắc mày nữa. Chưa buồn ngủ hả? Chưa có về đi BK không? Không. Để cái cái con này. Má nó. Chị ơi, tao đấm mày chết. Cảm ơn chị Mưa Ba, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Nó coi tôi như con cúp bé gì đó. Tưởng dìm biết hát tiếng Trung tư. Dìm hát được tiếng Trung. Dìm biết tiếng Trung. Đây là hát tiếng Hàn. Tiếng Anh nữa. Mày khỏi đi Trí ơi. Tao nhức đầu quá. Biết hát chút chút vậy đó. Em ước được bay tới top universe một lần. Nè nên mơ đến giờ nên mơ đến đâu.
tao chưa biết rap. Serah apa benar rasa zero karena manual sejauh karena mana manual cuma nonton rap sebanan serta cuma. Xíu nha, chị thích nhạc Trung, thấy hay PK với mấy anh Trung Quốc lắm, anh Chris đồ đó. Đâu Đài Loan bậy rồi, bậy Đài Loan của ta thì Đài Loan thì nói tiếng Hoa chứ là gì nữa, Chris đồ đó chứ gì nữa, đúng không? Tôi yêu cầu lần sau mà không được thả thính nữa nghe chưa? Yeah. Gì đâu, tôi yêu cầu bạn không được thả thính mấy anh Đài Loan nữa nha. Không có biết gì hết, không có biết, không có nhớ quá khứ xin hãy ngủ yên. Bây giờ bạn coi thử mấy người không, tôi không cần biết người nào, nhưng bạn coi người nào mà người Hoa mà hay bị cây với bạn nhất, bạn kéo qua đây. Ok, Chris có like không ta? Tôi muốn đính chính lại. Chris không có like à? Có. Để kêu mở. Đó, thấy chưa? Có tin nhắn thì thấy, tao biết hết. Còn kêu là Chris là lão công công ngay lần đầu gặp đầu tiên. Biết là u mê rồi. Biết là u mê rồi. Chị đi ngủ. Dạ chị ngủ đi. Chị ngủ ngon nha. Em cảm ơn chị nhiều. Creed, Chombi K. Cái ơi, cười ơi. Em có rất kì. Chụp hình ảnh mà em cảm ơn chị. Xong chưa? Em cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Chris, how are you today? I'm very strong. Really? Hello, Zem. Zem. Hello, Chris. Hello. Hi, 你好。哎，你好，你怎么会讲中文？哎，你好，你好，我这不会说的很多的，我会说一点点的，可以，我已经明白了。好，姐，em cảm ơn chị nhiều, dạ em chúc chị ngủ ngon à. Hey, Chris, 你几岁呀？24。24啊？啊，你叫我姐吧，我是二，我是六了。哎，我问你一下，你有没有喜欢的那个我朋友呀？啊？什么意思？不是，我们刚才呢，他们说了你喜欢他，我就问你一下。喜欢他粉哦。喜哪个鸡？You call me. 你 Please, 你 be gay, Chris, be gay. 你知道？哎，你知道他是我老婆吗？你知道他是我老婆吗？我觉得他有喜欢你呀、啊，因为现在我问你一下。他听不懂你。你不要说听不懂，你不要说呀，你懂啊？啊。老佛爷。什么意思？哪个鸡？没事，跟你开玩笑的。哦。跟你，他们跟你开玩笑的。你怎么会讲中文？我就会一点点。我姐夫他是新加坡人的，所以我自己学的。很厉害。对，自己学的。
你可以教他中文。教他可以呀、啊，跟他在一起可以、啊，他是我老婆呀。哎，哎，舅、啊、，What are you doing？I'm a play game mà đừng quan tâm tôi mà đừng. I'm playing game. You say same, you say with same. Em xoay mặt vô đây. Đừng có trốn tránh. Ok, xoay mặt vô đây. She's shy. À.你知道今天我们求婚吗？你们今天结婚了、啊？对，mọi chuyện không, mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu. Quit, 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 you. 事情并不像你想象的那样。OK. OK. Làm tao quê tao đi về. Thấy đâu có thì nói chung là vậy đó. Quit. 大体就是这样。嗯。我玩 TikTok 的就过几天了。啊。Zim bảo hôm nay biết hai người kết hôn không ạ?啊啊他们问你的知道今天我们求婚吗 Oh yeah, I know. Hi, manager. Manager. Great nó kêu kìa. What? Dạ kìa. Dạ kìa. Hey, manager, dạ kìa.Xíu nói chuyện với bạn đi, cho bé nó qua. Ta thấy tự nhiên nó thấy chị sợ sao mấy đứa. Chị giống như là con quỷ yêu nghiệt gì đó, thấy nó sợ. Thấy nó sợ bé ơi, tụi bay ơi, thấy tao sợ. Ấy.她是我今天在抖音上的新女朋友。Oh my god！ 你的中文名字叫什么呀？中文名字？我名字啊？啊？我中文名字吗？对，中文名字。李雀儿。李雀。李雀儿。李雀儿。嗯。Okay. Nice to meet you. Hey, show you why no nonsense. 你确我是 Jam 就可以了。Oh, Jam. Okay. 嗯嗯。七 Jam. 七 Jam. Yeah, Jam and 七七。Jam 姐姐 ，Yeah. 七七。Hey, show Chris 大哥。No, you say me 大哥. You dear. Cà ghi nó có ở đây không ta? Cà ghi cũng bạn. Kiwi cũng bạn với em nè. Kiwi thật sự một phần nhiều nè. Thiệt thiệt. Yeah. I'm được tay cưa. Hả? Mệt mình yeah. Đau quá bây giờ. Thà sợ thà thổ thông nè. Hả? Thà sợ thà thổ thông nè. Yeah, me too. 我在跟他，我听他说得很头痛呀。Creed， 我不懂。我不懂。对。我就不懂。我就不懂。我不懂。Come。我不懂。妖怪。要毁，要毁，thằng cà đít nó chưa nghe dèm hát nó chưa nghe gì đấy. Đừng có kêu bằng ấy, đừng kêu bằng thằng, không được. Đâu có kêu thằng đâu. Đúng vậy, tiệt tiệt. Không, đâu có kêu đâu. Tôi không hiểu gì luôn.
Guys. Nói cà rít. It's not, I know cà, PK, nói no cà rít chứ please. Okay, no, 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 it's okay. Look at next time I will command Ravi. Next time, next time, next time. Great, great. Today you win or lose? I lose. Lose. Hello, a bro. Little, a little, lose a little. Em cảm ơn mọi người. Today I'm win and tomorrow PK chung kết lại với mọi người. Yeah, yeah, yeah. Thank you, Ravi family. Respect. And tomorrow, respect and big love for Ravi family. Chơi chung đờ. Ah, tomorrow you will win. Ah, you very strong. No, no. Chơi chung đờ. Hello, Úc. You very strong. Don't worry. 我的对手很强。我的对手很强，对手很强。嗯。You listen. Nhật Trường, you know Nhật Trường. Nhật Trường. Nhật Trường. Nị, boy, nị, boy, yes, boy. Boy, Nhật Trường. Mm-hmm. Very strong. Today rank, today rank Vietnam, number 3. Oh my gosh. 他说你认识他吗? 是他? I don't know. Do you know me? Today I'm rank 20 and he 3. Yes. You will win now. Welcome Vicky. You will win. I cannot. You will. You believe yourself. Okay, we can name it. I believe yourself, but I don't believe user. Don't believe user. because my sister Tiffany very busy. Very busy. Yeah, busy. It's okay. You will have another supporter. It's okay. You support me? Yes, I last time I support you, but Chris no money. I believe you. Huh? I believe you. No, please don't believe me. Mà lại mấy giờ bị em đang bị sáng, ngủ học bấy chưa? Chris, Didi, Chris, Didi, no money, Chris, Didi, no 大哥, suy nghĩ. Ủa sao? Sao hồi nãy nhận đại ca? Chris, Didi. Sao hồi nãy đây tao nói cho camera mà you sister. Nói gì em, ủa mới kêu ai bằng tao à? Mấy đứa comment nè, trời ơi, vì sao gang thái chịu tiếp nhận lão bản rồi à? Không phải lão bản, vì sao gang thái chịu tiếp nhận lão bản rồi? No, I'm Didi. Little brother. 他说干啥？你是大哥的。No. 不是吗 ？M Chris. Okay. And forever. M Chris forever. 哭他呗，他呗。Okay. Chris. Forever. M Chris.I don't understand. Là cái gì? Là cái gì? Tụi bay ác với chị quá. Kêu dêm dịch khỏi dùng Google. Nhưng mà dêm này dêm nói tiếng Trung, còn Trung giản thể, còn Chris là nói tiếng Trung phồn thể mà. Trung phồn thể. Tiếng Trung của người Đài Loan là tiếng Trung phồn thể, còn tiếng Trung của người Trung Quốc là tiếng Trung giản là... thể. Ý là tiếng phổ thông á. Tiếng dêm nói là tiếng phổ thông. Còn người khác nhau lên. Nó hơi khác nhau á, nó gần giống nhau nhưng mà đúng rồi, khác nhau, nó có khác nhau vài cái. Thôi đừng mét, mới xài nhà mà tụi bay cứ mắc mét quá, nhưng cũng nghe được mà. Chris, you understand James say? Yeah, I understand. Nó hiểu chứ, sao không hiểu được? Dèm hai mấy đứa không? Như nói thì như nhau. Không nói như nhau.
Nhưng mà phát âm mỗi bên nó khác hơn. Nó khác mỗi nơi mà hơi khác chứ. Bếp giữ của. My Vietnamese very good. You Vietnamese very good. What? Why you come Vietnam? You train translator with me? Ông đi Việt Nam ông cầm theo cái máy mà dịch đó mọi người. Rồi ông gặp tôi ông nói chuyện mà ông kêu ông rành tiếng Việt Nam lắm. Là rành chưa? Hai đứa ngồi nói tiếng Anh rặn từng chữ một. Tao xin lỗi tụi bay được chưa? Trời ơi tụi bay tha cho tao đi, tao xin lỗi. Tụi bay xin lỗi tụi bay nhiều. Xin lỗi. Tiếng Hoa dịch lại, nói chuyện là xưng hô mày tao, cái này là thật mấy bạn đừng hiểu nhầm. Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Thì như một ca con người tao xin lỗi. Thì giống như I said I think that means very good but I use the translator. Thì giống như tiếng you and me của nước ngoài thôi, nó cũng dịch tao mày vậy đó. Nhưng mà tại đúng rồi, hồi nãy chị có cố ý kêu tao mày đâu, tại dịch cho nên là khi mà Google dịch thì lỡ mồm nói vậy thôi, chứ có ý thì kêu tao mày đâu. They speak very fast, Hoài. You like the rap? Ông có mang quà chị tặng không ạ? Feed your fish. Cái gì? Nói gì? My fish in my house. Ủa, chàng mấy người nói cũng bắt bẻ. Đúng rồi, mệt quá, khắc khe người ta quá. Trời ơi, tôi off TikTok cho mấy người vừa lòng. Mới chơi được mấy ngày, thiệt tình. Không chơi con đó, không. You play alone con đó một mình đi. Không. Con đó dễ sập lắm. Cái con đó nó sập chậm lắm. Má, trầm cảm. Trầm cảm. Trời ơi, con đó nó sập cũng mệt nữa. Ếch cũng slow motion nữa vậy. Ừ, con đó nó slow motion lắm. You manager chắc kéo. Chris. Hả? Từ từ. May mà mấy người không thấy tôi là mấy người hiểu rồi đó. Chris. Từ từ. Hả? Chris. 请祝贺我们幸福快乐. Okay. Để một chút. Ok, để một chút à. À, nghiêm túc quá thì bay không xem, lâu lâu lỡ lời cho gió vui, không khí nó đổi màu cái tụi bay căng quá. Quick. 我听说你前几天唱歌. Em tập. No. 我听说你前几天唱歌. Great! A singer saying happy birthday, but I'm wedding. 这个是生日快乐的，我们不是生日的。 Sorry. 我们是结婚了，不是生日的吗？ Okay. Chứ nói câu bảo bối oạn an bào bay bào bay oạn không biết mau ngày tháng bên nhau son sắc mặn mà. Không ta chung sống luôn thờ bằng răng lăng hạnh phúc mênh mông chung ta được tiếp thân thành dân chỉ có mình em mà thôi cô mà vui quy bên gia đình đám cưới dương tầm quốc tế luôn rồi trong đời tròn tiếp bên nhau ngàn năm để tình đã biết bước lên thành người mình bên nhau ta cũng hứa đến già.
Again. Sợ ma quá. Mày biết đại ca đám cưới chưa? Không biết nữa. Ok, no. Chúc cho đôi mình trọn đời trọn kiếp bên. Ngày tháng bên nhau son sắc mặn nồng, mong ta không sống đêm đầu bằng răng lòng. Tao cũng trầm cảm, tao lấy kính tao đeo đây. Anh sợ chỉ có mình em mà thôi. Đưa mắt đến hôm ngày vui bên gia. Hơn thua rồi, tới giờ hơn thua rồi. Crit, crit, crit. 为什么要戴情侣戒指? With them? Why? 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 为什么要戴情侣戒指? Hey, 我有呀, 我有呀. My girlfriend. Your girlfriend? Yeah, my girlfriend Christina. Nó kêu màu vô để nó hơn thua. Nó kêu màu vô để nó hơn thua. Nó hơn thua. Are you Cooper? Chờ ta chút xíu. Great, great and Jim, one Cooper and me. Hey, you're crazy. Why do you have a hat? You have a glasses. I have one. I have one. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai. Chị nhìn chị, mình lấy cái nón kìa. Không được hôm nay, đâu biết mất đi ngày mai. Nên hay sống cho thật hay. Cũng có thể một ngày mai rồi mình. Bay cao. Nó gài tao bây giờ, nó gài tao, nó kêu qua đây để nó cúp bồ sắp tao một mình vậy đó. Nó gài tao. Với đời. Cái này là đang chiến đấu gì vợ hiểu không? Ê. Nghe được. Bây giờ nghe được. Này, nó có thì mình cũng phải có mà đỡ phải mất mặt đúng không? Đây. Thì nó có thì mình cũng phải có. Nhưng mà nó đâu có thèm mèo lộn không phải. Xin lỗi mọi người, em xin lỗi mọi người. Sorry Green Family. Nhưng mà Chris cơ bản là Chris đâu có thèm dành với bà đâu. Không nhìn nãy giờ cười đó, tự nhiên xưng bà với tôi ở đây chi trời. Bà nào? Tự nhiên em xưng bà nào? Nhưng mà cơ bản là Chris nó đâu có dành với lại chim đâu. Tôi là sao? Cái này là đang vui mà, đang giao lưu vui mà. Chứ nhìn với ai ở đây. Vậy sao bà hợp vậy chứ không? Chứ hơn thua làm chi cho cực vậy? Không phải là hơn thua mà mình đang tạo cái khu vui chơi cho mọi người mà. Hỏi tại sao vậy? Mình đang tạo khu vui chơi cho mọi người mà. Thì đó, hai người chơi đi, hai người chơi đi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi, chơi đi. Ừ. Thì em cũng chơi mà. Mình phải... Có những lúc một mình ta ngồi nhìn.
hôm qua, xong mới biết là hay sai. Chris, tham ái của tôi. Chẳng biết trước được ngày mai rồi người tham ái của là ai. Vì chị ơi, con này chị ơi, đầu lên đây. Tham ái của tôi. Sao vậy đâu? Tham ái của. Why you? Why? Why? Bà bảo đại ca mắng kìa. Why? À, Why? Mọi chuyện không như bạn nghĩ đâu, từ từ lại lại. Má, ta thần cảm á bây ơi. Bây ơi. Bạn nghĩ đâu? Quýt, 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 quýt. 事情并不像你想象的那样。 Okay. Bạn hãy bình tĩnh. Okay. Okay, Xiu Xiu, you change blade, you change blade. You change this. Rồi cái nào vậy? Ok chưa? Xíu xíu, you seem đẹp quá. Overhop, đúng không? Overhop. Overhop. Đúng rồi. Overhop. Giờ mới nhạc gì nhảy nữa là ngon á. Lâm Bà Đa. Lâm Bà Đa. Mời thêm người nữa qua chơi nữa. May hả? Ok. Mời thêm. May BK mất rồi. May bận rồi. May bận rồi. Giờ mời ai nữa? Qua mà thấy vậy chắc nó té xỉu. I'm tired. Hey. Ớt hả? I will go to sleep. I'm tired. Ớt hả? Mày đang hát hả? Ừ. Hả? Ớt hả? Chưa. Không gắn vô được bé ơi. Mệt quá, nó hơn thu quá bé ơi. Không gắn cái đầu vô, nó rớt cái đầu rồi. Không gắn cái đầu vô được. Grit ơi, đừng có hơn thu ý nữa, mệt quá nhức đầu quá Grit ơi. Bạn đừng hơn thua với nhỏ đó nữa. Được không? Nè, đập cho một cái nghe, hổng nghe. Mình nên bia dạy gần nạ gần nữ hải chào gia lờ ma. Mình nên bia dạy gần nạ gần nữ hải chào gia lờ ma. Tui quá mệt mỏi rồi. Tiếp trong Zalo rồi.
chút nữa. Cái gì? Dịch giùm bả kìa. Thôi để cho xíu nói tiếng Anh. Mày đừng hát mà mọi người cứ mấy hoài spam nhà mày. Để cho mày tự nhiên đi mọi người ơi, đừng. Great. I will go to sleep. Yeah, I'm tired. I'm very tired. Trong đời tròn kiếp mấy. Read. Thôi về apply đi ba mọi người. Okay, see you tomorrow, Grit. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Thank you, Grit family. Thank you, Grit. 谢谢。Bà kêu qua để bà nói chuyện với người ta, xong bà qua bà hơn thua với người ta không mà chi vậy? Thì bà cho bỏ chuyện. Ghét bỏ tôi chứ. Cho bỏ ghét được không? Ngày nào ta cũng thấy về hai đứa giờ nhìn thấy ngứa mắt muốn chết. Thì mọi chuyện không có như em nghĩ đâu. Không có giải thích. Một là một, hai là hai, không giải thích. Không hai lời. Nói một lời thôi. Mọi chuyện không như bà xã nghĩ đó. Bà xã ơi, đừng mà. Bình tĩnh, hãy cho anh một lời giải thích đi đã. Từ từ đã, anh khỏi. Giải thích một cái. Dạ, mấy giờ ngủ? Không biết. Không. Đi ngủ đi, không có chơi gì nữa hết á. Đi ngủ. Đi. Không. Đi. Xíu ra tao block luôn. Nói không nghe, thức qua giờ không chịu ngủ. Không nói nhiều lời. Cắt đi ngủ. Không đúng không? Chắc chưa? Vậy ai nói gì tự nhiên? Có nói gì đâu. Nãy giờ người ta im ru, người ta có nói gì đâu. Ai đâu mà rảnh thức chung giờ, chỉ có thích nhau mới thức hả? Vì em nói với xíu là mày bảo chị chờ tí mày up qua chút phút nha. Là sao? Mọi người ơi, đừng có quay nhà mày spam nữa mọi người ơi. Hôm qua bị chửi rồi, nay thức nữa. Ok, móp nha mọi người ơi. Up đi. Từ từ, cũng phải up đi ngủ nghe, chứ không có cà chớn cà cháo nghe. Tôi mà bấm vô cái phở bò mà thấy tôi hiện lên nút xanh là coi chừng. Ngày mai không thấy tôi trên TikTok này nữa. Hơi khỏi có cách rồi. Xíu tôi ra tao gọi video call tao để vậy. Tắt đây.
vậy như người ta đang chào gia đình người ta, vô duyên thật. Để tao có đi về, bà đi về đây, tôi tự chào. Cái đây là cái bài hát thường niên, ngày nào làm một tuần kết thúc lại tôi cũng kết bằng cái bài này, gửi cho tôi kết đi. Ok, kết đi. Lại. Bình Trí ơi, em sẽ về chào mọi người đi. Gì vậy trời? Chứ hâm ấp luôn hả? Like hát. Dạ thôi, giờ like để tụi like hát tụi mớp. Ok. Ok. Dạ hát coi. Với em vốn đã không nhiều kể từ khi anh đi, cuộc sống vẫn trải qua đơn điệu chẳng ý nghĩa gì. Tìm được anh một nửa còn thiếu, bấy lâu em trân trọng tình yêu, nay đứng sau mà không dám ngước nhìn người ta quá xa. Người ấy từng tìm gặp em để nói với em, nên anh rời xa thôi đừng khiến người mà mình yêu chịu khổ khi đợi. Hạnh phúc là chờ được nhau để một ngày sống đến lúc bạc đầu, nhưng nếu quá lâu anh là người khổ đau. Em nghĩ rời xa anh để biết anh hạnh phúc thế nào, không phải ưu tư và cô đơn khóc dưới mưa chiều ướt nào. Em biết em chẳng quan tâm thì giờ, em biết em vẫn thương em và chờ, nhưng nhìn em đứng giữa trời mùa đông, em ghét bản thân mình. Giờ cách em sau này anh yêu thương ơi, em cũng thấy vui mà. Quên hết đi tháng ngày bên em chỉ có bao tố phong ba. Có lẽ em cố tỏ ra cao thượng khi chưa yêu cứ mang đi nhịn nhường. Em xin lỗi đã xuất hiện và làm anh. Dìm lại xíu nữa. Cảm ơn mọi người. Rồi
rời xa thôi, đừng khiến người mà mình yêu chịu khổ khi đợi. Hạnh phúc là chờ được nhau để một ngày sống đến lúc bạc đầu. Nhưng nếu quá lâu, anh là người khổ đau. Em nghĩ em nên rời xa anh để biết anh hạnh phúc thế nào. Không phải ưu tư và cô đơn khóc suối mưa chiều ướt đau. Em biết anh chẳng quan tâm thì giờ. Em biết anh vẫn thương em và chờ. Nhưng nhìn anh đứng giữa trời mùa đông, em ghét bản thân mình. Xa cách em sau này anh yêu thương ơi, em không thấy vui mà. Quên hết đi tháng ngày bên em chỉ có bao tố phong ba. Có lẽ em cố tỏ ra cao thượng khi chưa yêu cứ mang đi nhịn nhường. Em xin lỗi đã xuất hiện và làm anh. Rời xa anh để biết anh hạnh phúc thế nào. Không phải ưu tư và cô đơn khóc rơi mưa chiều ướt đau. Em biết em chẳng quan tâm thì giờ. Em biết em vẫn thương em và chờ. Nhưng nhìn em đứng giữa trời mùa đông, anh ghét bản thân mình. Và làm anh tổn thương. Về chơi game đi, nằm nghỉ sớm. Đúng rồi mọi người. Về chơi đi, nghỉ sớm. Suy gì bà? Sao là sao? Không có, Trang đang rep comment. Rep comment à? Đừng suy nha bà. Xong tôi kêu là suy gì bà? Đang game đâu mấy mà. Sao bà biết tôi game? Thôi off đây, ba mọi người nha. Off thật. Trong tiếng ru hời.
Tự nhiên chỉ có vậy thôi đó. Và mọi người lên mạng, mọi người nãy giờ tôi đọc comment của mọi người vẫn tu xích tôi được. Tôi không hiểu nổi tại sao vậy, lại vẫn có những người tu xích tôi được ta. Không hiểu nổi luôn á. Tối nay mọi người đã có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là nhiều năng lượng tích cực. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn gia đình lớn, cảm ơn gia đình nhỏ, cảm ơn chị Tiffany, cảm ơn Baby Wu, cảm ơn chị Đan, cảm ơn chị Hạ, cảm ơn Gấu Quý Nhân, cảm ơn dàn admin tối nay đã làm việc thật tốt. Cảm ơn tất cả mọi người tối nay đã vào để chơi với em và ủng hộ em ạ, để giúp đỡ em BK ạ. Ồ Châu hả, clip của Becca là Châu hả? Hello Châu, Châu ơi mai em BK á nha Châu. Mai em BK chung kết hả Châu, vô chơi nha. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Chiến Lá Xanh, cảm ơn Mì An, cảm ơn Smi, cảm ơn tất cả mọi người tối nay đã vào chơi em. Cảm ơn gia đình lớn và gia đình nhỏ ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha. Hy vọng tối nay mọi người sẽ có một giấc ngủ thật ngon và ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn gia đình nhà mình nhiều ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc gia đình mình ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon.